Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4 Tây tháng 2 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên, thì Phong mượn một cái bản tổng kết của tờ South China Morning Post số ra ngày hôm nay trong cái trang Politics, cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã có những cái lượt băng ngang qua Biển Đông kỷ lục so với thời gian trước đó, 7 lần trong năm 2019, so với 5 lần 2018, 2 lần trong năm 2017 và chưa có một lần nào trong năm 2014. Thì điều này cho thấy rằng là cái sự mà nỗ lực gia tăng cái sức sự hiện diện của mình để quân bình cái cán cân quân sự và quân bình cái thế lực của Trung Quốc ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương sau gần 20 năm, khu vực này gần như là bị các đời tổng thống trước bỏ rơi. Và sự hiện diện lại trở lại này nó cũng gặp nhiều trở ngại bởi vì sau gần 20 năm bị bỏ rơi, nơi này gần như mất tin tưởng với Hoa Kỳ. Và suốt 3 năm qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dưới cái sự vận động mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo và các đời Bộ trưởng Quốc phòng gồm có James Mastic và kể cả người đương nhiệm bây giờ là Mark Esper đều đã cố gắng vận động để mà nối kết lại với các quốc gia thuộc khu vực Á Châu Thái Bình Dương để có thể có cái sự hiện diện nhiều hơn của Hoa Kỳ ở khu vực này. Tuy nhiên thì ở cái góc nhìn thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đã xây dựng đầy đủ các cái hạ tầng cơ sở về quân sự của họ ở khu vực này. Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn chưa có một căn cứ quân sự ở đây. Đây là cái trở ngại chính và trở ngại lớn của Hoa Kỳ khi muốn tuần tra thường xuyên trên Biển Đông thì cần phải có một cái căn cứ quân sự để đáp ứng cái nhu cầu này. Còn bây giờ tạm thời chỉ là băng ngang và dạo chơi, tức là băng ngang và thách thức thôi, chứ chưa có phải là một cái chiến lược toàn diện. Cần mà có một chiến lược toàn diện, và ở chiến lược toàn diện này, Hoa Kỳ không thể đơn độc làm được. Phải có sự hợp tác của các quốc gia ở khu vực và một số đồng minh của Hoa Kỳ ở gần đó. Và bây giờ thì trên nguyên tắc, các đồng minh của Hoa Kỳ mà có thể giúp cho Hoa Kỳ chuyện này, thứ nhất là Nhật, thứ hai Ấn Độ, thứ ba là Úc. Thì ba quốc gia này đang tìm cách phối hợp với Hoa Kỳ để mà kiểm soát khu vực này, nhất là nước Úc. Tại vì một khi mà Trung Quốc khống chế được Biển Đông, thì tới khu vực Nam Thái Bình Dương cũng không xa lắm. Trung Quốc sẽ bắt đầu lấn sân qua Nam Thái Bình Dương, nơi nằm dưới tầm ảnh hưởng của Úc. Do đó, Úc cũng sẽ có nhiệm vụ phối hợp khá nhiều với Hoa Kỳ ở khu vực này. Ngược lại, các quốc gia ở khu vực nếu như mà muốn quân bình cái cán cân quân sự và cái thế lực và không muốn bị Trung Quốc gọi là bức hiếp và ăn hiếp ở trên biển, thì cách tốt nhất của họ là phải tìm cách giao du và phải có những cái hiệp ước với Hoa Kỳ để được bảo vệ và an toàn hơn. Và đặc biệt là khu vực này đang có một số những cái tài nguyên rất rộng lớn, mà trong đó Trung Quốc đang có tham vọng sẽ thu tóm tất cả những cái tài nguyên này mà không để cho Hoa Kỳ nhúng vào. Đây là một trong những cái nhận định chung về tình hình Biển Đông. Nhưng năm 2020 có thể Hoa Kỳ sẽ có cái chiến lược cụ thể rõ ràng hơn và toàn diện hơn để mà quân bình cái cán cân quân sự của họ và của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là quân bình cái thế lực quân sự. Hoa Kỳ đã đồng ý là sẽ chi ra số tiền lên 60 tỷ Mỹ Kim để mà chặn đứng cái chiến lược một vành đai một con đường của Tập Cận Bình ở khu vực này. Nhật Bản cũng đã phối hợp với Âu Châu để ngăn chặn cái chiến lược này của Tập Cận Bình ở tại khu vực Âu Châu. Tuy nhiên, tại khu vực Á Châu thì Hoa Kỳ vẫn cần sự hợp tác của các đồng minh. Do đó, tình hình của Biển Đông năm 2020 chúng ta phải chờ xem cái phản ứng nó như thế nào và cái trận đại dịch ở Trung Quốc, liệu Trung Quốc có mở rộng cái tầm ảnh hưởng của họ trên Biển Đông và tìm cách đẩy lửa ra ngoài Biển Đông hay không? Cái đó vẫn là một câu hỏi. Nếu như nội tình của Trung Quốc vẫn tiếp tục có những cái gì đó mà Trung Quốc không thể kiểm soát được, họ có thể gây nóng Biển Đông bằng cách những cuộc tập trận bắn đạn thật, những cuộc thao dợt ở trên biển, ngay tại Biển Đông để thách thức cộng đồng quốc tế và thách thức Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái mà Trung Quốc có thể làm trong năm 2020, đặc biệt là trong thời gian có cái dịch bệnh coronavirus, và nếu như nó ngoài tầm kiểm soát thì Trung Quốc có khả năng làm chuyện này. Và đó là cái đề tài thứ nhất trong
cái chương trình là Houston Nhật Ký ngày hôm nay bước qua đề tài thứ hai, thì trên tờ Đại Kỷ Nguyên, tức là tờ Epoch Times, số ra ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc đã chính thức đưa quân đội vào trong cái khu vực Vũ Hán và đưa quân đội vào đây chính thức và hỗ trợ cho những cái bệnh viện vừa mới xây xong. Mỗi cái bệnh viện xây có 10 ngày, cái thứ nhất đã xong, và cái thứ hai thì năm tây tháng 2, tức là ngày mai sẽ hoàn tất để mà họ bắt đầu gọi là tiếp nhận những bệnh nhân bị liên quan tới con coronavirus, bệnh viêm phổi dẫn tới tử vong. Thì bây giờ số lượng người chết thì các bạn đã biết, và cái số lượng người mà bị nhiễm đã vọt lên trên 23.000 người, gần 24.000 người rồi. Và cái số người bị chết đã lên tới 492 người, trong đó một trường hợp ở Hồng Kông, một trường hợp ở Philippines, tất cả còn lại là ở Trung Quốc. Thì đây là cái con số các bạn biết. Thì trong cái bản tin mà Epoch Times đưa ngày hôm nay, thì cái cơ quan truyền thông của Trung Quốc, tức là đài truyền hình CCTV, đã cho biết là lực lượng của Trung Quốc đã bắt đầu trợ giúp cho việc mà cung cấp cái nguồn thiết bị về y tế cho thành phố Vũ Hán và ở tỉnh Hồ Bắc, với tổng số là bây giờ ở đây còn khoảng 9 triệu dân. Thì theo tường trình thì lực lượng PLA đã có mặt và đặt thiết lập các cái trại đóng quân của họ ở khu vực này và chịu trách nhiệm bởi cái Bộ Chỉ huy Trung ương vào ngày 2 tây, và họ đã cai triển tới Vũ Hán. Trong đó thì họ đã có khoảng chừng 200 mét khối tấn về các cái thực phẩm và các cái mặt hàng cứu trợ. Tuy nhiên một ngày trước đó thì tờ báo gọi là Nhân dân Nhật báo, tức là không phải nhờ Quân đội Nhân dân Nhật báo thì đúng hơn gọi là People's Liberation Army Daily, tức là tờ Quân đội Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc báo cáo, thì tôi tạm dịch cái tên ông này là Chen Wei, tức là Trần Huy, theo tôi nghĩ là cái tên ông ta là như vậy, được xem là một trong những giới chức cao cấp về chiến tranh sinh học của Trung Quốc, đã có mặt và dẫn đầu một cái nỗ lực để mà đối phó với lại cái dịch bệnh coronavirus, bệnh viêm phổi, và ông ta đã có mặt một ngày trước đó. Và ở đây thì bản tin cho biết là theo cái tờ báo cáo của cái tờ báo này thì Trần Huy sẽ lãnh đạo một nhóm tư lệnh và sẽ dẫn đầu trong cái lực lượng đặc nhiệm được gọi là lực lượng gọi là Biochemical Warfare, tôi tạm dịch là một cái lực lượng đặc trách về chiến tranh sinh học. Người này không phải là đàn ông quý vị, phụ nữ, xin lỗi nha, Chen Wei, mà tên là Trần Huy, tôi nghĩ là Trần Huy hay là Trần Vi. Và bà này được xem là một trong những nhà nghiên cứu trong cái viện nghiên cứu quân sự, khoa học quân sự của Trung Quốc, và được xem là tốt nghiệp cái trường gọi là trường về quân sự của Trung Quốc. Và bà này đã bắt đầu nghiên cứu về cái con virus từ cái dịch bệnh SARS năm 2003, và theo tường trình của cái tờ báo này, và bà ta đồng thời cũng làm việc trong cái chiến dịch hợp tác đối phó với lại cái con virus và cái dịch bệnh Ebola trước đây. Và trong đó thì bà này đã đến Vũ Hán vào ngày 30 tây tháng 1 vừa qua, và theo tường trình của báo chí cho biết thì bà ta đã làm việc với rất nhiều những bác sĩ đang có mặt tại Vũ Hán, với các cấp chính quyền tại thành phố Vũ Hán. Hiện nay thì PLA đang khai triển khoảng 260 binh sĩ đến ở khu vực này, nhưng mà vẫn là con số chưa phải là con số cuối cùng. Con số này được xem là cái con số được extra, tức là được bổ sung thêm. Con số lực lượng của PLA tại thành phố Vũ Hán đang giữ trách nhiệm gọi là giữ gìn an ninh thành phố Vũ Hán là 1.400 binh sĩ. Đó là cái con số mà họ đưa ra. Và hiện nay thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái chiến dịch siết chặt các cái mạng lưới thông tin, và sẽ trừng phạt nặng đối với những ai mà đưa tin mà họ cho là xuyên tạc hay sai lạc về cái dịch bệnh coronavirus, tức là cái dịch bệnh viêm phổi với cái con siêu vi khuẩn coronavirus. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Như vậy, đó là cái bản tin ngày hôm nay. Bà này được tên là Chen Wei, và bà ta là một trong những chuyên gia về vũ khí sinh học. Tại vì tôi gọi là vũ khí sinh học là bởi vì nó dùng cái chữ warfare, tức là chiến tranh sinh học. Biochemical warfare, tức là chiến tranh sinh học. Vậy thì tại sao có sự hiện diện của bà này
trong cái lúc mà người ta đang thắc mắc là cái việc mà coronavirus có phải nó xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học mà người Pháp đã từng hợp tác với Trung Quốc để lập ra tại thành phố Vũ Hán hay không. Cái này chúng ta vẫn chưa biết. Thông tin này vẫn chưa có cái nguồn nào để xác minh điều này cả. Nhưng nó vẫn lâm râm ran ở trong dư luận. Và bây giờ thì sự xuất hiện của nhân vật này nó lại càng làm cho người ta nghi ngờ thêm. Có phải coronavirus nó không phải xuất phát từ động vật, mà nó xuất phát từ những động vật nằm trong phòng thí nghiệm sinh học của Trung Quốc tại Vũ Hán hay không? Cái này chúng ta vẫn đặt một cái câu hỏi lớn. Tuy nhiên, nhân vật này được xem là nhân vật khá có một cái background rất lớn. Thứ nhất, bà ta đã từng là một trong những người nghiên cứu về cái con virus. Nghiên cứu nha, chứ không phải là phòng chống. Phòng chống thì khác, mà nghiên cứu thì khác. Bà ta là một trong những thành viên nghiên cứu về cái con virus của bệnh SARS. Và bà ta cũng là một trong những người nằm trong cái nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đặc trách về Ebola. Nhưng mà chỉ là nghiên cứu thôi. Họ không hề công bố những cái nghiên cứu này. Tức là họ nghiên cứu để họ hiểu được những con virus này thôi. Chứ không phải là họ dùng cái đó để họ ngăn chặn và phòng chống những cái dịch bệnh này lan truyền. Các bạn phải phân biệt ra hai cái. Cái nghiên cứu để mà ngăn chặn nó khác. Còn cái nghiên cứu để sử dụng cho một mục tiêu khác thì nó lại khác nữa. Bà này nằm ở cái vế thứ hai. Tức là bà ta chỉ đặt trách nghiên cứu thôi, chứ không hề có gọi là tham dự. Nhưng lần này bà ta xuất hiện tại Vũ Hán thì cái nhiệm vụ của bà ta sẽ là giống như những lần trước, hay là cái nhiệm vụ của bà ta là hỗ trợ cho các bác sĩ và chuyên gia dựa trên những cái nghiên cứu trước đây của bà ta và cái kiến thức về cái gọi là chiến tranh sinh học của bà ta để hỗ trợ cho các bác sĩ ở Vũ Hán để mà ngăn chặn có cái vaccine để mà ngăn chặn cái dịch bệnh này hay không, chúng ta vẫn chưa biết. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà này đã làm gia tăng cái mối nghi ngờ của dư luận là liệu con coronavirus này có thực sự nó phát sinh từ loài dơi, hay là loài dơi chỉ là một động vật thí nghiệm nằm trong phòng thí nghiệm sinh học của Trung Quốc ở Vũ Hán. Sự xuất hiện của bà này làm gia tăng thêm cái mối nghi ngờ đó. Và cái mối nghi ngờ này cũng không phải là sai lắm, bởi vì Trung Quốc vẫn có một cái tham vọng. Cái tham vọng của Trung Quốc là qua mặt Hoa Kỳ mọi lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự, khoa học cho tới tất cả mọi thứ. Thì rõ ràng quý vị và các bạn đã thấy, kể từ khi Tổng thống Trump phanh phui tất cả những hồ sơ của Trung Quốc ra, thì chúng ta mới thấy được cái trò mà gọi là nuốt giai đoạn của Trung Quốc. Tức là ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, đánh cắp những công thức bí mật thương nghiệp của Hoa Kỳ, đánh cắp tất cả những công thức bí mật của ngành quốc phòng, ngành hàng không, ngành vũ trụ của Hoa Kỳ. Thì rõ ràng Trung Quốc đang có cái tham vọng là họ sở hữu những cái công thức này để mà thúc đẩy cái ngành của họ có thể vượt qua Hoa Kỳ sau khi mà họ ăn cắp của Hoa Kỳ. Thì đây là cái này thì chúng ta đã thấy rồi. Và riêng cái ngành sinh học này, Hoa Kỳ nghiên cứu sinh học để phòng chống tất cả những cái cần thiết mà nó bất ngờ, nó xảy ra. Còn Trung Quốc nghiên cứu là với một mục tiêu khác, mục tiêu bành trướng và dùng cái vũ khí sinh học này, hay là dùng những cái công thức sinh học này, tôi chưa nói nó là vũ khí. Tại vì Trung Quốc không thể chế tạo vũ khí sinh học, đó là cái luật cấm của thế giới. Còn họ có sản xuất ngầm hay không chúng ta không nói tới. Và CIA chắc cũng sẽ biết là họ có sản xuất ngầm hay không, cho nên chúng ta không nói tới chuyện họ có sản xuất lén lút hay không. Tôi chỉ nói rằng là cái nghiên cứu về sinh học này, rõ ràng Trung Quốc đang tìm cách và đưa thông tin này để đe dọa những quốc gia khác, là tôi có khả năng chế tạo vũ khí sinh học. Có khả năng chế tạo nha các bạn, chứ tôi chưa nói tới vấn đề họ đã chế tạo. Thì những cái này sẽ là những cái gây rất là lo ngại cho những quốc gia ở xung quanh cái đường biên giới với Trung Quốc, và những quốc gia mà có cái sự đối đầu với Trung Quốc. Do đó, lần này Trung Quốc đưa bà này tới, cái mục đích của Trung Quốc là cái gì? Cái mục đích của Trung Quốc lần này là thật sự họ coi trọng và họ thấy rất là hoảng sợ đối với cái tình trạng mà con coronavirus đang mỗi lúc một lan tỏa, càng lúc càng nhanh, và mỗi một ngày con số nó nhảy bạc ngàn, nó nhảy cả ngàn người. Tức là cái con số nó nhảy lên cả ngàn người bị lây nhiễm, chứ không phải là một vài chục người hay một vài trăm người nữa. Ngày hôm qua các bạn mà thấy mới có 20.000 người.
Ngày hôm nay nó nhảy lên 23.000 mấy rồi, gần 24.000 rồi. Con số vẫn tiếp tục nhảy như vậy. Thì là nó gây một cái sự lo sợ, cho nên Trung Quốc phải đưa những giới chức cao cấp trong ngành sinh học của quân sự đến để hỗ trợ nhằm nhanh chóng tìm ra vaccine ngăn chặn. Nhưng cái này rất nguy hiểm. Tại vì cái giới chức quân sự họ chỉ cần đạt được mục tiêu. Họ không cần biết những cái hệ quả đằng sau mục tiêu đó là cái gì. Cái này là cái quan niệm chung của giới chức quân sự Trung Quốc mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Nó từng xảy ra trong quá khứ nha quý vị. Do đó tại sao tôi nói như vậy? Họ có thể với sự đóng góp này thì Trung Quốc có thể nhanh chóng tìm ra được một cái loại vaccine để ngăn chặn sự lây lan của con coronavirus. Nhưng cái phản ứng phụ của cái vaccine này, cái hậu quả nhiều khi nó to lớn hơn nhưng mà họ không quan tâm. Ví dụ như tôi nói các bạn, ở Hoa Kỳ, cái cơ quan mà kiểm soát về thuốc men của Hoa Kỳ đi, FDA đi, khi mà họ nhận định một cái thuốc nào đưa ra thị trường là họ luôn đánh giá cái điều quan trọng nhất, mặc dù cái thuốc này chữa, thuốc A này chữa cho căn bệnh A nhưng mà nó có gây phản ứng phụ dẫn đến căn bệnh B, C, D hay không, thì họ phải đánh giá cẩn thận về những cái phản ứng phụ của những cái loại thuốc đó trước khi họ đưa ra thị trường. Các bạn còn nhớ cái một cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà nó là một cái câu chuyện nó cho thấy là cái hai cái tính chất nó khác nhau. 20 năm trước khi mà Hoa Kỳ công bố cái loại thuốc Viagra để mà hỗ trợ cho đàn ông về vấn đề tình dục nha, thì khi mà nó ra, nó đã nghiên cứu 20 năm rồi nó mới ra, mà khi ra rồi FDA cũng không tự tin là dám cho cái loại thuốc này ra thị trường. Cuối cùng FDA buộc lòng phải cho cái loại thuốc này ra thị trường với một lời cảnh cáo là những đàn ông nào sử dụng thuốc này trước khi sử dụng phải đi khám bác sĩ. Nếu ai có bệnh tim thì không thể sử dụng loại thuốc này. Thì đó là cái tôi nói cho các bạn biết là họ đánh giá về cái phản ứng phụ của những loại thuốc được đưa ra thị trường. Đó là cái mức độ an toàn của Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại ở Trung Quốc, họ chỉ cần chặn được cái dịch bệnh trước mắt, tức là họ chặn được cái tai họa trước mắt thôi. Họ không quan tâm cái phản ứng phụ về sau này. Có thể họ sẽ chế ra được cái vaccine nào đó rất là mạnh để mà ngăn chặn và giết chết con virus ở trong cơ thể con người. Nhưng mà cũng cái chất đó nó sẽ lan rộng trong cơ thể, nó tạo ra những cái bệnh khác và nó còn khó trị hơn. Thì cái này PLA không quan tâm. Giới chức quân sự của Trung Quốc không quan tâm. Họ chỉ cần chặn trước, họ đạt được cái mục tiêu chặn trước đi. Còn cái chuyện mà nó phản ứng phụ sau này đẻ ra cái bệnh gì đó chuyện khác nữa. Do đó cái sự xuất hiện của bà Chen Wei, tức là Trần Huy này hay là Trần Vi này đó, là tôi sợ rằng là họ sẽ đi tới cái tình trạng này. Tức là Trung Quốc vì muốn chặn đứng cái con virus corona này để mà nó không tác động tới xã hội và kinh tế của Trung Quốc trong 1-2 tháng nữa. Do đó họ phái những nhân vật cao cấp nhất trong cái giới mà nghiên cứu chiến tranh sinh học của Trung Quốc vào trong cái công cuộc này, là rõ ràng thấy mục đích của họ đang có nỗ lực ngăn chặn cái này. Nhưng cái cách làm việc gọi là tôi tạm gọi cái cách làm việc đó là cái cách làm việc bất chấp hậu quả của giới nghiên cứu sinh học chiến tranh của Trung Quốc, là nó sẽ không quan tâm tới những cái phản ứng phụ của những cái loại thuốc vaccine được đưa ra thị trường trong thời gian tới nếu như họ nghiên cứu được. Họ chỉ cần chặn được con virus này và giết chết con virus này thôi. Họ không quan tâm tới những cái phản ứng phụ xung quanh cái loại thuốc vaccine mà họ đưa ra. Nó có thể dẫn tới những cái bệnh khác, những cái hệ quả khác còn nghiêm trọng hơn cả con coronavirus. Thì họ không quan tâm. Do đó sự xuất hiện của người này và sự can dự chính thức của PLA sẽ làm cho tất cả mọi thứ nó được thúc đẩy mạnh hơn. Nhưng mà cái hậu quả nó còn to lớn hơn. Cái hậu quả khốc liệt nó có còn to lớn hơn, và rõ ràng Trung Quốc đang có cái khát vọng là chặn đứng cái dịch bệnh này. Điều này cho thấy là Trung Quốc đang lo sợ cái đại dịch này nó ảnh hưởng cả xã hội, ảnh hưởng kinh tế xã hội của cả nước Trung Quốc. Bây giờ các bạn thấy nó cứ nhảy lên 23.000 rồi, ngày mai nó lại nhảy lên 25.000, rồi cái buổi chiều nó lên tới gần 26.000 rồi ngày, tức là con số nó vẫn tiếp tục nó tăng và cái số người chết vẫn tiếp tục chết. Do đó Trung Quốc bắt đầu lo sợ. Tại vì nó sẽ đi tới tình trạng các tỉnh, giống như tôi đã phân tích với các bạn, là các tỉnh nó sẽ không còn tin vào cái chính quyền trung ương nữa, nó tự lo cho mình, thì lúc đó là Trung Quốc sẽ loạn.
Do đó, bây giờ phía Trung ương, tức là Bắc Kinh, đã phái những nhân vật được là chủ chốt trong cái giới quân sự của Trung Quốc là nghiên về chiến tranh sinh học để mà tới hỗ trợ cho các bác sĩ ở đây. Đó là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ xem đó thật sự là họ muốn ngăn chặn cái này hay là cái giới này tới bắt đầu tiết lộ ra những nghiên cứu của họ cho giới y khoa của Trung Quốc biết để mà họ tìm cách họ ngăn chặn con virus này, bởi vì nguồn gốc con virus này có thể từ trong phòng thí nghiệm sinh học của Trung Quốc. Thì tôi đặt hai vấn đề. Một là Trung Quốc có cái nỗ lực ngăn chặn để nó không tác động xã hội và kinh tế của Trung Quốc, cho nên đưa luôn cả những nhân vật chủ chốt của ngành chiến tranh sinh học tới. Còn hai là chính những con virus này nó xuất phát từ những phòng thí nghiệm sinh học quân sự của Trung Quốc. Và bây giờ những nhân vật này phải tới để mà cho giới y khoa biết được nó có những cái tác động gì để giới y khoa có thể tìm được cái vaccine sớm hơn. Thì tôi chỉ đặt hai trường hợp này thôi. Thì hai trường hợp này tôi chưa biết cái trường hợp nào nó chính xác. Nhưng mà rõ ràng lần này là nó đã đánh động tới cả cái hệ thống trung ương của Trung Quốc. Cả hệ thống trung ương, tức là các nhân vật trong bộ chính trị bây giờ đang rúng động rất nhiều. Họ rúng động vì kinh tế có thể bị bất ổn, xã hội có thể bị bất ổn, và những sự thật che giấu xưa nay có thể bị phanh phui ra. Chúng ta chưa biết được cái quan tâm của họ là cái nào, nhưng mà nó rõ ràng như vậy. Ngược lại, bên cạnh cái vấn đề này, nó còn một vấn đề khác là ngày hôm nay chính thức PLA sẽ chịu trách nhiệm assist. Chữ này tôi để trong mặt kép, tức là trợ giúp cho các bệnh viện vừa mới xây xong ở tại Vũ Hán. Nó là các thì một cái thì đúng hơn, còn một cái ngày mai mới hoàn tất, tức là ngày năm tây. Thì các bạn, rõ ràng hai cái bệnh viện này, hôm trước tôi có nói, bề ngoài gọi nó bằng mỹ từ là bệnh viện, nhưng mà trên thực tế nó không phải là bệnh viện. Nó là nơi giam giữ và cách ly những người bị nhiễm bệnh ở trong đó, và họ sẽ bị đối xử như tù nhân, chứ họ không được đối xử như một người bệnh. Và lần này các bạn thấy công an Trung Quốc bị gạt ra hết. Công an Trung Quốc, cảnh sát Trung Quốc, lực lượng điều tra Trung Quốc, khỉ gì gạt ra hết. Tất cả là do PLA kiểm soát hết. Tức là giới chức quân sự của Trung Quốc kiểm soát toàn bộ. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang có những cái ý định mà chúng ta unexpect, chúng ta không dự tính trước được. Có thể nó rất là tàn ác, tại vì những cái bệnh viện này có thể sẽ là những cái nơi mà họ nói rằng ô, cái trường hợp, những cái trường hợp này chúng tôi không cứu được, họ vẫn đưa con số chết lên. Nhưng mà thật sự những người đó chết vì bệnh hay là Trung Quốc cho đi luôn? Tức là vào trong bệnh viện này thay vì được cứu sống thì cho đi luôn, cho mày chết luôn. Nhưng mà tao ra tao nói tao cứu mày không được, còn bên trong thì tao làm gì cho mày chết sớm thì nó khác. Cái kiểu này là cái kiểu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường hay làm. Nếu những ai đã từng sống dưới chế độ Cộng sản đều thọ giáo những chiêu này. Tức là nó cho người ta chết xong nó dùng một cái danh nghĩa khác. Giống như là dân mà vô đồn công an là tự tử trong đồn công an. Hết chỗ tự tử, vô đồn công an tự tử. Nhưng mà thực tế các bạn biết nó có phải tự tử hay không? Không phải. Thì cái này của Trung Quốc cũng vậy. Vô trong đó trị bệnh, nhưng liệu họ có trị bệnh hay không? Hay là họ cho đi luôn, rồi họ lấy danh nghĩa là cứu không được, nạn nhân qua đời. Chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng rõ ràng những cái bệnh viện này là những cái mà chúng ta nhìn thấy được. Tại vì hôm qua hôm kia tôi nhìn thấy một số những cái hình ảnh, thì tôi thấy các cái cánh cửa ở những phòng bệnh đều bằng sắt hết. Đều bằng sắt hết các bạn. Và những cái dắt này nọ đó rất là cứng cáp. Tức là cái người đó bị nhốt trong đó sẽ không ra ngoài được. Nếu chỉ là một cái phòng bệnh bình thường và người bệnh được đưa tới đó, họ được điều trị thì cách ly có cách ly, nhưng mà không đến nỗi mà gọi phải dùng những cái vật cách ly chắc chắn như vậy để đề phòng bệnh nhân có thể phá vỡ cái vách tường đó trốn ra ngoài. Cái này chỉ có cách đối xử với tù nhân mới dùng những cái vách như vậy thôi, chứ mà đối xử với người bệnh người ta đâu có dùng những cái vách mà gọi là tường đồng vách sắt như vậy. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang có ý định, mà cái ý định đó chúng ta chưa biết nó như thế nào. Trên nguyên tắc là trị bệnh, trên nguyên tắc nó là bệnh viện, mỹ từ nó là bệnh viện, nhưng mà trên thực tế nó là cái gì chúng ta đều không biết. Chỉ những người nào sống sót may mắn ở trong đó họ mới có thể kể cho chúng ta nghe những câu chuyện xảy ra trong cái bệnh viện đó như thế nào thôi. Nhưng mà tôi không biết là lần này với sự kiểm soát ngặt nghèo của PLA còn có ai sống sót ở trong đó đi ra hay không.
Đó là cái vấn đề. Nhưng tất cả những cái thông tin này cho các bạn thấy là Trung Quốc, Bộ Chính trị đã rung động. Họ đã gửi những cái nhân vật được xem là kỳ cựu vào trong đây. Thì điều này cho chúng ta thấy họ đang rung động rất nhiều. Vì họ e ngại bất ổn xã hội, bất ổn kinh tế sẽ tác động ngay. Chưa kể cái nạn thiếu lương thực trầm trọng. Những điều này nó sẽ tác động rất mạnh tới quyền lực cai trị của những kẻ trong Bộ Chính trị. Do đó, Trung Quốc dùng đủ mọi cách để mà xóa bỏ cái sự lo sợ của mọi người. Và điều này cũng có thể cho thấy rằng là người dân Trung Quốc bây giờ rơi vào tình trạng rất hoang mang, lo sợ. Hoang mang là họ không biết ngày nào họ dính bệnh. Và khi dính bệnh thì phải được cứu trị kiểu nào hay là chết luôn. Nhất là vô những cái bệnh viện này là cái mạng chưa biết còn hay không. Lo sợ là không biết ngày nào mà mình bị quy chụp cho mang cái tội là bị nhiễm bệnh này, rồi sẽ bị sát hại chết. Tại vì tình trạng này, lạm dụng này có thể xảy ra. Nó tương tự như cuộc chiến ma túy mà Duterte đã dùng ở Philippines. Tức là sẽ có những tay chính quyền địa phương lợi dụng cái dịch bệnh này để mà diệt trừ những kẻ mà chướng tay gai mắt với mình và chụp cho họ cái mũ là chết vì coronavirus. Do đó, người dân Trung Quốc bây giờ họ sống trong sự sợ hãi rất nhiều. Sự sợ hãi này là nhiều khi gây lộn với thằng chủ tịch huyện hay chủ tịch tỉnh. Bây giờ nó cho người chích một phát cho người mình chết. Rồi nó quy chụp là mình bị chết vì coronavirus. Rồi sau đó đưa đi quả thiêu. Không ai biết hết. Những trò trả thù cá nhân có thể xảy ra ở trong cái môi trường ở thành phố Vũ Hán và một số thành phố khác ở tại Trung Quốc. Do đó, sự lo sợ của người Trung Quốc không phải không có lý. Đúng không quý vị? Và đó là cái câu chuyện buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Và phần này quý vị có thể đem cái đề tài ngày hôm nay của Hiêu Tin Nhật Ký mang lên để chúng ta tiếp tục thảo luận. Hoặc là chúng ta có thể dựa trên những bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay để chúng ta thảo luận về cái tin tức mỗi một ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phong sẽ trở lại lúc 6:30 giờ California, tức là một tiếng đồng hồ nữa. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong để theo dõi những bản tin cập nhật mới nhất. Mến chào mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình này. Bye bye!